Kính mời chúng ta xin được kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem ổ kiến. Đây là hang kiến nhé. Mọi người xem, đây là hang kiến. Hiện tại là thì chưa thấy con nào xuất hiện ở cửa hang cả. Và mình sẽ ăn đấy một miếng mồi nhử. Tí nữa sẽ bố kín ở đây xem nha. Đừng lắm, đừng luôn công nhiên. Chắc phải mấy bạn thôi. Đây hang kiến, nó ở góc nhà nhé, góc tường nhà mình nhé. Ở đây là cục mật nhá, được. À, mình sẽ để góc này cho nó bắt đầu thời gian kín ở đây bây giờ nhá. Đấy đấy, vừa cho đã thò con ra rồi. Đấy đấy đấy, đông mồi đấy, đông mồi đấy. Bắt đầu thì được bụt kín nhá. Hàng triệu con bắt đầu xuất hiện nhá. Con này bắt đầu thăm dò thấy mồi xong là nó bắt đầu nó chui vào hang, nó tìm đàn nhá, à, nó gọi đàn nhá. Bắt đầu nó gọi tất cả anh em họ hàng hang hốc thì nó ra nhá, bắt đầu nhá. Đấy đấy, đấy giờ nghe mùi mùi nó ra đấy. Đấy mọi người bạn xem nhá, mình sẽ làm mà thôi, xem này không phải zoom nhá, không phải zoom lần nào. Đấy bắt đầu về gọi anh em họ hàng hang hốc rồi. À mọi người xem nhớ là ấn ký kênh ủng hộ mình để xem những video động vật quanh ta của mình, có những video rất thú vị mọi người ạ. Đấy xin mời mọi người xem tiếp video nha. Đấy, và bây giờ cũng gọi là tương đối khá là đông rồi đấy. Những con to to đấy là con tướng nhá, tướng quân đấy. Còn con đại tướng của nó thì không xuất hiện đâu. Đây, nó chỉ gọi là những ông chỉ đạo thôi, được giao quản lý quân thôi. Còn ông chính tướng của nó thì không hay xuất hiện ra khỏi hang nhá. Kiến, bầy kiến cũng có tướng quản lý nhá. Cũng còn rất là nhiều, nhưng nó chưa xuất hiện hết đâu. Mọi người xem đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để theo dõi những video động vật sinh vật quanh ta. Và lần trước video trước mình có quay đàn kiến di cư đấy, cứ chuẩn bị mưa bão là bắt đầu nó lại chuyển trứng, công trứng chuyển tổ, cũng là cái đàn này này. Mọi người vào video của mình để xem video trước nhé, rất là đông. Đấy, rất là nhiều. Và bây giờ thì video của mình đến đây là xin được kết thúc. Và mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh, like video ủng hộ mình và để lại bình luận đóng góp ý kiến. Và mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video của mình. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn mọi người nha. Và chào tạm biệt, hẹn mọi người vào những video sau nha.
Hãy subscribe.